Theo số liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố ngày 17 tháng 10, mức lỗ ròng trung bình phát sinh trong 6 tháng đầu năm nay tại 12 bệnh viện đa khoa trực thuộc các trường đại học công của nước này là 27,82 tỷ won, tương đương khoảng 20,30 triệu đô la Mỹ. Theo đó, mức lỗ ròng trung bình tại mỗi bệnh viện tăng 19,26 tỷ won so với mức lỗ ròng khoảng 8,56 tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy tình hình tài chính của các tổ chức y tế lớn đã xấu đi đáng kể. Trong đó, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul SNUH ghi nhận mức thâm hụt 168,8 tỷ won, khoảng 118 triệu đô la Mỹ, mức lớn nhất trong số các bệnh viện đa khoa nhà nước khác trực thuộc các trường đại học công. Ngoài ra, ba bệnh viện khác lớn nhất Hàn Quốc là Trung tâm Y tế Asan, Bệnh viện Severn và Bệnh viện Saint Mary Seoul cũng đã ghi nhận lỗ ròng tổng cộng 213,5 tỷ won trong nửa đầu năm nay. Đối với các bệnh viện đa khoa do các trường đại học tư nhân quản lý, ít nhất 17 bệnh viện đã báo cáo tình trạng thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay, với mức lỗ ròng mỗi bệnh viện là 3,37 tỷ won, trong khi cùng kỳ năm ngoái, thu nhập ròng trung bình của những bệnh viện này là 6,98 tỷ won. Nguyên nhân các bệnh viện ở Hàn Quốc bị thua lỗ nặng là do cuộc đình công của các bác sĩ trẻ tuổi phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y kéo dài từ tháng 2 năm nay, khiến các bệnh viện phải thu hẹp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trung tâm y tế tư nhân trên toàn quốc, từ khu vực Seoul đến các tỉnh thành khác.